biệt, Việt Nam đã triển khai tiêm được hơn 258 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và là một trong số những quốc gia có số liều vaccine sử dụng và tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới. Nhờ vậy, các biện pháp phòng chống dịch đã từng bước được điều chỉnh để phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, để tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, từng bước ổn định đời sống nhân dân nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát tốt hiệu quả dịch bệnh.